Alo, alo. Xin chào tất cả các bạn. Thì trong cái video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nghịch ngợm qua một chút cái mã CL. Để chúng ta sẽ đóng mã CL và giải mã cái mã CL và đồng thời chúng ta cũng sẽ can thiệp vào cái mã CL như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta vẫn sẽ tạo ra một cái file C# trước. Chúng ta đặt tên cái file này nó là phần mềm .cs, được chưa? Chúng ta đổi thôi, txt chúng ta đổi thành .cs. Và sau khi đổi tên thì chúng ta tiến hành, chúng ta mở cái file này lên và chúng ta sẽ gõ gõ một vài dòng code cho cái file này. Tôi tắt qua một chút mấy cái chương trình cũ. Cách thức chúng ta làm thì cũng vẫn làm như những phần trước thôi. Đầu tiên chúng ta tạo ra một cái lớp. Lớp này có tên là phần mềm, chứ phần chúng ta viết hoa một chút cho đúng quy tắc. Xuống dòng, sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra một cái static void main, đóng mở ngoặc. Các bạn nhớ là đóng mở ngoặc, có mở ngoặc thì chúng ta đóng ngoặc luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ gọi cái system.console.write line, được chưa? Trong loại line chúng ta nhớ phải có dấu chấm phẩy. Và sau đó thì chúng ta bên trong dấu mở ngoặc chúng ta sẽ gõ cái chữ được bao quanh bởi cái dấu ngoặc kép, thì chúng ta gọi là xin chào, đây là cái phần mềm có bản quyền. Chốc nữa chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta xóa thay đổi cái chữ ở cái phần này. Và sau khi có cái này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta biên dịch. Biên dịch thì để biên dịch thì chúng ta sẽ sử dụng cái command cmd. Biên dịch command cmd chúng ta sẽ sử dụng cái câu lệnh CSC. Trước tiên chúng ta phải truy cập vào cái thư mục test trước cái đã. Chúng ta sẽ để lại cái màn hình một chút để mà có thể nhìn rõ hơn. Thì chúng ta gõ chữ CSC phần mềm chấm chấm CS. Sau khi gõ câu lệnh này xong thì chúng ta sẽ có một cái file là phần mềm chấm exe ở đây. Trong cái phần mềm chấm exe ở đây, tiếp theo nữa chúng ta sẽ tìm cái command prompt for developer đó. Developer command prompt đó, chúng ta mở cái phần mềm, để mà mở cái phần mềm exe lên chúng ta gõ chữ gì ạ, ildasm, thì nó sẽ ra một cái phần mềm cho chúng ta. IL là Intermediate Language Disassembly. Chúng ta mở lấy cái phần mềm exe chúng ta vừa mới biên dịch xong và chúng ta xem bên trong và cái hàm main của nó. Thì khi mà các bạn nhìn bên trong cái hàm main này, chúng ta vẫn thấy có chữ đó là xin chào, đây là phần mềm có bản quyền. Và mục đích của chúng ta là chúng ta muốn thay đổi cái chữ này mà chúng ta không can thiệp vào cái file mã nguồn ban đầu. Không can thiệp vào file mã nguồn ban đầu thì chúng ta có thể test qua một chút phần mềm. Ta gõ thì đây là chữ xin chào, đây là phần mềm có bản quyền. Rồi, bây giờ chúng ta xóa cái file mã nguồn đi. Xóa hẳn cái file mã nguồn đi. Bây giờ chỉ còn file phần mềm exe thôi. Và bây giờ làm thế nào chúng ta có thể sửa được cái mã bên trong này, thì chúng ta vào cái phần file. Trong này chúng ta có cái dump. Thì khi mà các bạn dump ra đây, dump ra cái file đó, chúng ta gõ chữ phần mềm thôi, đừng có exe nữa. Thì cái file lúc này nó sẽ có kiểu là IL. Các bạn sẽ lưu lại, thì các bạn sẽ sau khi lưu lại các bạn sẽ nhìn thấy nó có file phần mềm.il ở đây. Giờ phần mềm IL ở đây, chúng ta mở cái file này lên. Chúng ta xem. Thì các bạn sẽ nhìn thấy, kéo xuống bên dưới một chút. Kéo xuống bên dưới một chút. Ở đây nó đang có cái file cũ, nó đang bị vấn đề. Đợi tôi tắt cái file cũ đi đã. Rồi, chúng ta quay xuống, chúng ta xem. Thì mọi người sẽ nhìn thấy đây, xin chào, đây là phần mềm có bản quyền đúng không ạ? Và lúc này chúng ta có thể thay đổi cái mã ở đây. Chúng ta gọi lại là mất bản quyền rồi nhé. Tôi hack rồi đấy. Được chưa? Và sau đó chúng ta sẽ lưu lại cái file này. Lưu lại cái file này. Được chưa? Chúng ta tắt cái này đi. Và lúc này chúng ta có thể hoàn toàn xóa cái file phần mềm .exe đi được. Được chưa? Trước khi xóa thì phải tắt cái nó đang mở bằng cái ildasm.
tắt ta gì đã, sau đó chúng ta hoàn toàn có thể xóa cái file này đi. Lúc này chúng ta đã có cái file phần mềm.il, nó chính là cái file Intermediate Language ở đây rồi, được chưa? Nó dưới dạng IL, thì lúc này chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta biên dịch ngược trở lại thành file EEG, được chưa? Bằng câu lệnh là ILASM, chúng ta không có cái chữ D nữa, phần mềm.il. Thì lúc này nó đã edit xong rồi, bạn sẽ thấy lại cái phần mềm.exe ở đây. Chúng ta có thể hoàn toàn kiểm tra lại, chúng ta gõ chữ phần mềm đây. Thì lúc này nó sẽ bảo hiện ra là mất bản quyền rồi nhé, à, tối ác rồi đấy. Thì đó là cái phần của cái đuôi exe này. Và lúc này khi mà chúng ta mở cái ILDASM lên, chúng ta mở lại cái file phần mềm EEE, thì các bạn sẽ thấy trong cái hàm bên void, đúng chưa? Chúng ta sẽ thấy rõ là mất bản quyền rồi nhé, tôi đã hack rồi đấy. Tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ xem với lại cái file DLL thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Thì tôi cũng vẫn minh họa lại cho các bạn từ đầu thôi. Đầu tiên chúng ta vẫn tạo ra một cái file phần mềm .cs, tôi luôn luôn làm từ đầu. Được chưa? Sau đó chúng ta mở cái file này lên bằng Notepad, chúng ta ngồi đã gõ một chút, vẫn là class phần mềm thôi. Mở đóng ngoặc. Sau đó bên dưới chúng ta có static void main, mở đóng ngoặc. Thì theo nữa chúng ta sẽ có dòng là system console write line. Rồi chúng ta nhớ là cái phần viết code write line chúng ta phải viết đúng cú pháp. Và sau đó bên trong dấu ngoặc thì chúng ta đặt ra một cái từ khác đi, đây là phần mềm có bản quyền. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái chương trình biên dịch thôi. Lúc này chúng ta sẽ biên dịch nó thành một cái file DLL, như vậy chúng ta truy cập vào cái thư mục test là cái file thư mục hiện tại bây giờ chúng ta biên dịch nó. Các bạn nhớ câu lệnh là chúng ta có csc suộc target, như là suộc target.library, và cái file chúng ta cần biên dịch đó chính là phần mềm.cs. Và sau khi gõ xong thì các bạn enter thì nó sẽ ra cái file phần mềm.dll, được chưa? Và sau đó thì chúng ta sẽ mở cái developer command prompt lên, chúng ta xem là cái mã CL bên trong cái file phần mềm.dll nó như nào. Giờ chúng ta gõ cái chữ ildsm thôi. ILDASM nhầm ILDASM. Chúng ta sẽ có cái gọi lại cái phần mềm chúng ta đang hay dùng. Và sau đó chúng ta mở cái open nó lên, các bạn mở cái file phần mềm DLL lên. Sau đó chúng ta xem bên trong mặt mũi của DLL với EEG nó khác nhau như thế nào. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó vẫn vậy, đúng không? Đây là phần mềm của bản quyền và nhiệm vụ của chúng ta vẫn là thay đổi của đoạn mã này. Ta vẫn xóa cái file mã nguồn đi thôi, chúng ta không cần nữa, mà chúng ta làm nào vẫn có thể thay đổi được, mà nó vẫn nằm ở trong file phần mềm DLL này. Đấy chính là cái đầu bài của chúng ta. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ đăm cái phần DLL ra thôi, vẫn là phần mềm, lúc này nó vẫn sẽ là phần mềm.il il file. Chúng ta có mấy loại file đó, chúng ta sử dụng file il thôi. Đó, bây giờ chúng ta đăm xong rồi thì chúng ta có thể hoàn toàn xóa cái file cũ đi. Bây giờ nó phải cũ đi, được chưa? Nó không cho xóa bởi vì chúng ta đang mở, chúng ta phải tắt đi đã. Chúng ta try again thì nó sẽ được. Chúng ta muốn thay đổi nội dung bên trong file DLL mà, thì ở đây chúng ta sẽ thay đổi vào đây. Đây là phần mềm có bản quyền thì chúng ta thay đổi bằng một cái câu nào đó nó khác, như là fat hoặc là mọi câu gì đấy, tôi đã hack rồi nhé, được chưa? Tôi đã hack rồi nhé, chúng ta tắt đi. Và sau đó chúng ta xóa cái file, chúng ta đã xóa cái file dưới kia rồi, bây giờ chúng ta biên dịch lại thành cái file DLL thôi. DLL thôi. Như này các bạn có một cái file DLL nào đó ở trên mạng, các bạn tải về, sau đó các bạn can thiệp vào, sau đó các bạn biên dịch lại. Biến can thiệp vào, sau đó chúng ta biên dịch lại. Thì cách thức chúng ta biên dịch lại đối với file DLL thì nó khác với EEG một chút thôi. Chúng ta có thêm cái suộc, đó là DLL. Sau đó chúng ta phần mềm.il. Sau khi biên dịch xong thì chúng ta sẽ có cái phần mềm.dll đây rồi.
Để kiểm tra lại, chúng ta lại vào cái developer command prompt, chúng ta mở lên, chúng ta kiểm tra cái bên trong nó xem như nào. Trong Visual Studio chúng ta có developer, chúng ta mở lên. Các bạn gõ chữ ILDASM, nó sẽ ra cái IL đây, chúng ta mở lên file phần mềm .dll. Lúc này toàn bộ nội dung bên trong file DLL, tức file DLL, nó cũng đã bị thay đổi rồi. Đây là toàn bộ nội dung trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.